Con chào chú thương với bên Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tấn Vinh. Con là Vân Kim hát cho đồng bào tôi ở Mỹ. Con gọi về thăm chức khỏe chú Vinh. Hôm nay chú Vinh khỏe không chú Vinh? Dạ cũng bình thường cô ơi. Dạ Nhưng dạ. Anh cũng có đâu được lúc anh đầu đi tiếu là tiếu đâu đi làm này. Ở ghế là cũng ghế đâu tả luôn. Chứ không có đi đứng gì được cô ơi. Ồ dạ dạ chú ơi. Rồi chú... Rồi chú giúp con nó lớn chút xíu nha. Ngày xưa chú đi lính nó tên họ chú đầy đủ giấy tờ lính là gì chú? Dạ thì cũng Nguyễn Tăng Vinh đó thôi. Rồi như là Đại đội 3 công binh nhảy dù. Đại đội 3 Đại đội 3 công binh nhảy dù. Rồi chú đã từng bị thương. Và chú bị thương phần cơ thể nào trên người vậy chú Vinh? Chú bị ngay cái tán nó bị làm sẵn nó không kích trúng ngay cái tán nó là bị đúng cái tán. Đúng cái tháng bây giờ cái miếng đạn nó cũng còn nằm đó. Dạ. 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 Giờ mới đây là mới bị tai biến rồi. Tai biến là mới cách đây 3-4 tháng này thôi. À 3-4 tháng nay chú bị tai biến thì bây giờ chú nằm một chỗ vậy. 3-4 tháng nay rồi. Em ơi em giúp cho quay giùm chú. À, chú bây giờ bị tai biến dạ rồi được rồi em ơi rồi trở lại phần trên của cơ thể trở lại phần trên nha rồi chú ơi dạ. Con xin phép hỏi là 49 năm rồi chú chưa bao giờ được hội đoàn nào ỷ lạo hả chú? Thì đâu có hồi đó là về cái đầu vô không cho phụ đây là người ta thấy mình làm được rồi người ta lên trên người ta đâu có đâu cái chế độ đây nó không có nói tới bị áp bức đến người đó. Dạ. Còn làm hết làm vậy có nghĩa là 49 năm nay chú chưa có được cái hội đoàn nào ở Mỹ hải ngoại hay trong nước gì ỷ lạo là người lính Việt Nam Cộng Hòa hết hả chú? Đây là lần đầu tiên. Không có. À. Dạ. Không có thì có cái đây là không có. Ôi trời. Không có tại vì mình cũng không biết cái hội nào làm cái đó nên mình không có thấy gì được. Dạ. Thì nói chung là 49 năm nay vì chú không có biết hội đoàn nào ở hải ngoại cho nên chú chưa bao giờ được giúp. Thì tình cờ là bữa đó con giúp một bác thương phế binh rồi con của bác hay là con gái của bác ngồi kế bên nghe con nói về chuyện giúp phế binh. Thì con gái của bác ấy, mới quay qua hỏi là ba em cũng là lính Việt Nam Cộng Hòa vậy có thể giúp ba em không? Thì từ đó mới tìm ra được chú. Thì hôm nay là ngày thứ 6, 12 tây tháng 4, 2024. Con có thay mặt, chú đợi con chút nha. Con có thay mặt, chú đợi con chút. Con có thay mặt, chú đợi con chút. Con Nguyễn Tấn Vinh. Em ơi ở trên giấy tờ trên giấy rồi con có thay mặt chú anh Danh Huỳnh là một một người thanh niên ở Mỹ trẻ gửi về ỷ lạo tri ân chú 100 đô la Mỹ kim. Con xin phép hỏi hôm nay chú Vinh đã nhận đầy đủ 100 đô la Mỹ kim chưa chú Vinh? Nhận được rồi, nó nhận được 12 giờ đây. Dạ rồi chú nhận được rồi, con mừng chú Vinh ơi, đó là quà của anh Danh Huỳnh gửi về cảm ơn chú là một người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam và đã bị thương ở trên cái trán và hiện giờ chú đang bị tai biến nằm một chỗ 3-4 tháng nay rồi và đây là lần đầu tiên sau 49 năm chú nhận quà. Chú thuộc binh chủng nhảy dù thì anh Danh Huỳnh nhấn mạnh với con là anh muốn giúp đỡ một người lính nhảy dù thủy quân lục chiến và những cái binh chủng khác thì hôm nay chú là một người thương binh bên nhảy dù mà anh Danh gửi quà về ỷ lạo chú nha. Con xin thay mặt anh Danh Huỳnh và riêng con và quý đồng bào của nhà và hai ngoài cảm ơn chú rất nhiều nha chú, là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Quãng đời còn lại con kính chúc chú luôn nhiều sức khỏe và bình an nha. Anh to rồi nha. Như là tôi cũng nói là cảm ơn cô mọi người bên đó được là mạnh khỏe rồi giàu sức khỏe.
Dạ, con cảm ơn chú, tụi con phải mới là người kính chúc chú nhiều sức khỏe, cảm ơn các chú nha. Rồi chú Dung khỏe và bình an nha chú Vinh nha. Con hy vọng con sẽ kiếm được thêm quý đồng bào ủy lạo chú thêm nha. Vì 49 năm rồi chú chưa bao giờ nhận quà mà bây giờ chú tai biến nằm chỗ rồi. Con sẽ cố gắng tìm thêm quý đồng bào ủy lạo chú nha. Bây giờ con tạm tắt máy, con nói chuyện với chú nữa nè.